Vâng, em xin kính chào cả nhà nhé. Cả nhà ơi, hôm nay em lấy được một lô hàng này của Dân Thuần rất là đẹp cả nhà nhé. Mọi người cố gắng theo dõi hết video để sưu tầm cho mình những giò lan ưng ý nhé. Trên tay em đây là một bốn khúc nguyên bản các bác nhá. Bốn khúc nguyên bản của Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc đang nụ rất là đẹp này các bác này. Bốn khúc nguyên bản nhá, rất là nhiều vòi hoa đây các bác này. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Bốn khúc nguyên bản này là không số các bác nhá. Em không có số. Bốn khúc nguyên bản này là 200.000 các bác nhá. Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc rất là đẹp các bác nhá. Đây này, hoa đây này. Bắt đầu đang chúm chím nở rồi, rất là đẹp luôn các bác ạ. Cái này là toàn là khúc nguyên bản của người dân vừa đi lấy về các bác nhá. Vừa đi lấy về đây này. Đấy, cái vết cưa vẫn còn nguyên như vậy. Tiếp theo vẫn là Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc các bác nhá. Vẫn là Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc các bác này. Hoa bắt đầu đang chúm chím nở đấy nhá. Vẫn còn rất là nhiều nụ về cho các bác chơi hoa đây này. Đấy, vẫn còn rất nhiều nụ các bác nhá. Bình số 18 này là 350.000 các bác nhá. Bình số 18 này là 350.000 đồng. Đấy, mầm tơ thì rất là nhiều này. Nụ và hoa cũng rất là nhiều, rất là đẹp các bác nhá. Hình số 30, hình số 18 350.000 đồng ạ. Tiếp theo vẫn là Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc các bác nhá. Chi chít nụ này các bác này. Đây này. Đấy, các bác nhìn rõ không ạ? Chi chít nụ là nụ nha. Rất là đẹp luôn. Rất là nhiều mầm luôn này các bác này. Đấy, rất là nhiều mầm nhá. Hình số 19 này cũng 350.000 đồng các bác nhá. Hình số 19 này cũng 350.000 đồng, trồng trên một cái bảng dớn dài khoảng tầm 50 cm các bác nhá, 50 cm. Tiếp theo là hình số 14 150.000 đồng các bác nhá. Hình số 14 150.000 đồng này. Toàn là hàng người dân Thuần thôi các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là nhiều nụ nhá, về đến tay các bác là được ngắm hoa luôn. Hình số 14 này 150.000 đồng các bác nhá, Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc. Tiếp theo vẫn là Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc. Hình số 15 này cũng 150.000 các bác nhá, cũng 150.000 đồng này. Đấy, rất là nhiều nụ các bác nhá, rất là nhiều nụ này. Hình số 15 cũng 150.000 đồng, Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc ạ. Tiếp theo là hai cái giò này họ ghép vào với nhau các bác nhá. Rễ của nó dính bám vào nhau rồi không tháo ra được. Hai cái giò này là hình số 16 các bác nhá, 250.000 đồng. Hình số 16 250.000 đồng, rất là rẻ các bác nhá. Hôm nay em lấy được cái lô này rất là rẻ luôn các bác, rất là đẹp nhá. Toàn là nụ này. Đấy, nụ chi chít chi chít vào nhá. Hình số 16 này là 250.000 đồng các bác nhá, 250.000 đồng. Tiếp theo là hình số 13 150.000. Hình số 13 150.000 này các bác này. Nụ này chi chít mi mít nhá các bác nhá. Hình số 13 150.000 đồng, Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc ạ. Hoa của nó nở lên á, nó rũ cái chờ rủ cái chỗ này, hoa của nó rất là đẹp các bác nhá. Nó một như một cái thảm hoa ở đây ạ, rất là đẹp luôn. Hình số 13 150.000 đồng. Tiếp tục cái này vẫn là Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc, hình số 17 200.000 đồng các bác nhá. Hình số 17 200.000 đồng. Rất là rẻ các bác nhá. Đấy, rất là nhiều nụ nhiều hoa về cho các bác ngắm nhá. Đây này, mặt bông của nó bắt đầu nở rồi đây các bác này. Bắt đầu mới chúng chím nở đây các bác nhá. Đấy, bông của nó đẹp không ạ? Ba màu nha, trắng vàng tím rất là đẹp. Hình số 17 250.000 đồng các bác nhá, 250.000 đồng. Tiếp theo đây em có một giò kiều vuông các bác nhá. Cái này là kiều vuông này, kiều lá mít các bác nhá, rất là đẹp này. Mầm tơ thì đang lên tua tủa mi mít luôn các bác nhá, rất là đẹp. Đây là hình số 7 các bác nhá. Hình số 7 là số 7 này là 200.000 đồng các bác nhá. Kiều lá mít, kiều vuông lá mít các bác nhá, rất là đẹp này. Đấy. Hình số 7 200.000 đồng. Đâu? Ui, đang có nụ này các bác này. Đây này, những cái thân của nó đây, đây đang có nụ nhá, em không để ý. Đấy. Đang có nụ này, những cái này đang sưng to này. Đấy, có đang có hai cái vòi nụ rồi các bác nhá. Đang có hai cái vòi nụ này. Về cho các bác ngắm nhá. Đấy. Còn cái này nó cũng đang sưng rất là to rồi. Hình số 7 này 200.000 đồng các bác nhá. Tiếp theo đây vẫn là kiều vuông lá mít các bác nhá. Đấy, cái này có một cái vòi hoa này cũng khá là to rồi các bác này. Đấy, rất là đẹp. Hình số 6 này cũng 200.000 đồng các bác nhá. Hình số 6 này cũng 200.000 đồng. Tiếp theo em
có một giò đùi gà tròn người dân thuần các bác nhá, thuần trên một cái trụ dớn cao như thế này ạ. Đấy, rất là đẹp nhá. Đấy, rất là nhiều mầm tơ này, rất là nhiều mầm tơ và rễ của nó này các bác này. Đấy, bám trắng chi chít rồi nhá. Hình số 33 này 200.000 đồng các bác nhá, đùi gà tròn ạ. Hình số 33 200.000 đồng. Đùi gà tròn. Tiếp theo em có một giò u lồi các bác nhá. Một giò u lồi hình số 32 200.000 đồng, rất là nhiều mầm tơ này các bác này. Rất là nhiều mầm tơ nhá. Đã thuần rồi các bác nhá, thuần rồi ạ. Rễ của nó đã bám vào giá thể rồi nhá. Có 1 này 2 3 4 5 6 7 8 8 mầm các bác nhá. Hình số 32 200.000 đồng u lồi ạ. Tiếp theo đây em có một giò kiều vàng các bác nhá, một giò kiều vàng này. Một giò kiều vàng nhá. Cây ăn nắng trực tiếp nên rất là khỏe. Hình số 24. Hình số 24 là 180.000 đồng các bác nhá. Hình số 24 180.000 đồng. Tiếp theo vẫn là kiều vàng các bác nhá. Hình số 23 này cũng 180.000 đồng ạ. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Thuần rất là lâu rồi. Tiếp theo đây em có giò kèn các bác nhá. Kèn này là kèn giò này nó chỉ có một mầm thôi các bác nhá. Đấy, được trồng trong khúc gỗ này, đặt ở trong chậu như này nhá. Thuần rất là lâu rồi các bác nhá. Hình số 28 này 150.000 đồng các bác nhá. Một thân kèn một mầm. Một mầm này dài khoảng tầm 20 cm các bác nhá, 20 cm. Hình số 28 150.000 đồng. Tiếp theo là hình số 29 cũng 150.000 đồng các bác nhá. Cái mầm này thì dài hơn một chút, khoảng tầm 30 cm các bác nhá. Rất là đẹp này. Đấy, đang mơn mởn đang đi ngọn rất là đẹp luôn. Hình số 29 150.000 đồng với kèn ạ. À quên, hàng thảo kèn ạ. Tiếp theo em có một cây cáo các bác nhá. Cáo này là cáo tím Lai Châu các bác nhá. Cây giò này đang còn hoa phân nhánh các bác nhá. Đây ạ, nó có hoa phân nhánh, hai nhánh nó tàn hoa rồi nhưng mà nó vẫn còn dấu tích ở đây là phân ra hai nhánh đây các bác nhá. Phân hai nhánh này. Giò cáo này là hình số 20 500.000 các bác nhá. Có 3 cây cáo mà có một cây phân nhánh 500.000 đồng. Hình số 20 500.000 đồng các bác nhá. Cáo tím Lai Châu đấy ạ. Đáng hơn đôi cáo các bác nhá. Tiếp theo vẫn là dáng hương đuôi cáo này. Giò này có 3 cây các bác nhá. Giò này có 3 cây này, 3 cây rất là đẹp. Hình số 22 này là 400.000 đồng các bác nhá. Hình số 22 là 400.000 đồng, cây rất là đẹp này các bác này. Đấy, cây rất là to là đẹp nhá. Cây nào rất là to đẹp luôn. Hình số 22 400.000 đồng, còn thì rất là lâu rồi, rễ gió nó dài như thế này rồi các bác ạ. Tiếp theo vẫn là cáo các bác nhá. Hình số 21 này cũng 400.000 đồng. Cây cáo rất là chất lượng luôn các bác nhá, ăn nắng trực tiếp, cây rất là khỏe luôn. Hình số 21 400.000 đồng ạ. Tiếp theo em có một giò quế tím các bác nhá. Quế tím này, quế tím nhá, hình số 28 200.000 đồng. Quế tím hình số 20 hình số 8 ạ. Quế tím hình số 8 200.000 đồng các bác nhá. Tiếp theo em có một giò bạch nhạn các bác nhá, hình số 34 350.000 đồng. Bạch nhạn hình số 34 350.000 đồng ạ. Có 1 này 2 3 4 4 vòi hoa các bác nhá, 4 vòi hoa hình số 34 350.000 các bác nhá. Tiếp theo em có một giò sơn thủy tiên ghép vào gỗ các bác nhá, gỗ ngứa. Hình số 26 này là 180.000 đồng, nhìn mầm của nó thích không ạ? Đấy. Mầm tua tủa luôn các bác nhá. Hình số 26 180.000 đồng sơn thủy tiên ạ. Tiếp theo vẫn là sơn thủy tiên hình số 27 cũng 180.000 đồng các bác nhá. Mùa này là mùa của mầm tơ rồi, cứ kết thúc mùa hoa là mầm tơ bắt đầu phát triển các bác nhá. Hình số 27 180.000 đồng. Tiếp theo đây là chuỗi ngọc các bác nhá. Chuỗi ngọc hình số 30 180.000 ạ. Chuỗi ngọc hình số 30 180.000 đồng. Tiếp theo vẫn là chuỗi ngọc hình số 31 180.000 đồng các bác nhá.
Hình số 31 này cũng 180.000 đồng. Tiếp theo đây em có một giò lan phượng vĩ các nhá. Một giò lan phượng vĩ này cao khoảng tầm 6 đến 70 cm các bác nhá. Đấy. Chiều cây cao nhất của nó khoảng tầm 70 cm. Rất là đẹp như thế này các bác nhá. Đấy, dễ gió thì ra dài miên man rồi các bác nhá. Hình số phượng vĩ hình số 25 200.000 đồng thôi nhá. Hình số 25 200.000 đồng. Tiếp theo đây em có một giò thập hoa các bác nhá. Một giò thập hoa là nguyên một dề các bác nhá. À không phải nguyên một dề đâu ạ. Cái này là hàng thuần đó các bác nhá. Đấy, một giò rất là đẹp như này ạ. Đấy, rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp, rất là to. Thập hoa này là hình số 9 500.000 đồng các bác nhá. Thập hoa hình số 9 500.000 đồng rất là đẹp này các bác này, mầm tơ chi chít luôn nhá. Đấy, rất là đẹp, hình số 9 500.000 các bác nhá. Tiếp theo đây em có một cây giáng hương tam bảo sắc các bác nhá. Một cây một mẹ một con các bác nhá. Con của nó thì nó mới đẻ đang bé xíu thôi. Đang bé xíu nhá, một cây này giữ được lá từ gốc đến ngọn luôn, có 11 cặp lá, rất là đẹp nhá. Bản lá thì bản lá ngắn lá dày này. Nó rất là to các bác nhá, bản lá của nó rất to. Lá này cũng phải tầm khoảng 4 cm, 4-5 cm các bác, 5 cm đấy. Hình số 3 450.000 đồng các bác nhá. Hình số 3 450.000 đồng một cây giáng hương tam bảo sắc rất đẹp này. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu nhá các bác nhá, hoa màu trắng tím, hoa rất là đẹp luôn. Hình số 3 450.000 đồng các bác nhá. Hình số 3 450.000 đồng. Tiếp theo đây em có một giò thanh đạm sữa các bác nhá. Thanh đạm sữa bây giờ chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Các bác sưu tầm về để chơi hoa nhá. Hoa của thanh đạm sữa nó có cái đặc điểm là rất là trắng mà thơm các bác nhá, trắng mà thơm. Hình số 4 130.000 đồng các bác nhá. Hình số 4 130.000 đồng. Rất là đẹp nhá. Tiếp theo vẫn là thanh đạm sữa hình số 5. Hình số 5. Đây là thanh đạm sữa hình số 5 150.000 các bác nhá. Hình số 5 150.000 đồng. Tiếp theo em cái này là long tu xuân hay vôi nhỉ? Tiếp theo là em có hai giò long tu xuân các bác nhá. Long tu xuân này là đang đi mầm rất là khỏe đẹp này các bác này. Đấy, mầm thích họa, chi chít mí mít vậy nhá. Đấy, thuần thì rất là lâu rồi các bác nhá, thuần rất là lâu rồi. Long tu xuân hình số 35 150.000 các bác nhá. Hình số 35 150.000 đồng. Rất là đẹp. Tiếp theo vẫn là long tu xuân hình số 36 này cũng 150.000 các bác nhá. Có 1 này 2 3 4 5 6 7. 7 mầm các bác nhá, 7 mầm tơ rất là đẹp này. Rất là đẹp luôn. Hình số 36 150.000 đồng ạ. Tiếp theo đây em có hai giò phi điệp vàng các bác nhá, phi điệp vàng này. Đấy, rất là nhiều mầm nhá, được người dân thuần này các bác này. Đấy, họ đắp phân sâu khô lên nên cây rất là khỏe, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn này. Có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, cả lớn cả nhỏ là 14 mầm các bác nhá, 14 mầm này. Hình số 2 180.000 đồng các bác nhá. Hình số 2 180.000 đồng. Rất là đẹp luôn. Và cuối cùng là một giò vẫn là phi điệp vàng các bác nhá. Cuối cùng vẫn là một giò phi điệp vàng này, có 1 này, 2 3 này, 4 này, 5 này, 6 7 này, 8 này. 8 nhưng mà có một cái thân này gặp em không đếm các bác nhá, có 8 mầm. Hình số 1 150.000 đồng các bác nhá. Hình số 1 150.000 đồng. Vâng, vậy giò lan này cũng kết thúc video nhà em rồi. Em xin cảm ơn các bác nhá. Em xin chào các bác ạ.